Hello, xin chào mừng các bạn đến với cốc cà phê Sài Gòn phố nha. Hôm nay là sau ngày lễ Thanksgiving thì chúng ta đã biết đến một ngày bão lớn, đó là ngày Black Friday đó các bạn. Tại sao có cái tên này và cái nguồn gốc của tên này là như thế nào để chúng ta hiểu được rõ về ngày này thì mình cũng xin mời các bạn xem những cái từ tài liệu mình đã thu thập được để gửi đến các bạn nha. Bây giờ chúng ta hãy cùng đi vào để khám phá ngày Black Friday này như thế nào nha các bạn. Ngày Black Friday được hiểu như là một ngày hội mua sắm lớn hàng năm, lớn nhất trong năm và với những mặt hàng được giá rẻ. Và ngày Black Friday này là ngày nào các bạn? Ngày này đã diễn ra vào ngày thứ 6, ngay sau ngày lễ Thanksgiving, mà chúng ta đã được biết là lễ Thanksgiving là nhằm ngày thứ 5 đó các bạn. Sau ngày lễ Thanksgiving thứ 5 và đến thứ 6 là dân chúng bắt đầu đi tham gia ngày mua sắm, một ngày hội mua sắm lớn tưng bừng với nhiều mặt hàng giảm giá. Vậy thì tại sao nó có tên gọi là Black Friday, có nghĩa là thứ 6 đen, thứ 6 màu đen? Theo mình tìm hiểu thì cái từ Black Friday này nó đã xuất phát từ những cái nước Tây Phương, mà đầu tiên hết đó là nước Canada ở phía bắc của Bắc Mỹ. Sau ngày lễ Thanksgiving thì những cái trung tâm thương mại đã tổ chức các cái bữa bán hàng và quà tặng rất là lớn để cho người dân chúng tới mua. Có những cuộc diễu hành của ông già Noel để chuẩn bị cho mùa lễ Giáng sinh sắp đến, cho nên rất là đông đảo và tưng bừng nhộn nhịp. Nhưng nó đã được chuyển thành một ngày thứ 6 đen tối khi bắt đầu có một sự việc đã xảy ra. Đó là tại bang Philadelphia của Mỹ đó các bạn. Vì ở Canada đã tổ chức những ngày lễ rất là lớn như vậy thì ở Mỹ cũng bắt đầu có những cái cuộc quảng cáo để mà bán sản phẩm và đã được thực hiện tại Mỹ. Và bắt đầu từ khoảng năm 1966 thì nó có một xảy ra một cái sự ẩu đả, tắc nghẽn và hỗn loạn cả đường phố của Philadelphia, buộc là cảnh sát Mỹ phải giải quyết cái đám đông hỗn độn này. Đám đông này rất là hung hãn và làm náo loạn cả một khu vực. Và đối với cảnh sát Philadelphia thì đây là một ngày thứ 6 đen tối của họ. Rất căng thẳng cho nên họ đã dùng chữ từ Black Friday để chỉ cho ngày này. Và theo đó là cái từ Black Friday này được hiểu là ngày thứ 6 đen tối. Rồi, vậy là chúng ta đã hiểu một phần cái nguồn gốc của từ Black Friday này rồi. Và chưa dừng tại đó, bắt đầu đến ngày nay thì nó đã trở thành một từ nói về ngày hội mua sắm. Vậy thì nó đã trải qua như thế nào? Thì đến hai thập kỷ sau, khoảng 1980, thì những cửa hàng bán lẻ họ thấy rằng cái tên này nó ý nghĩa này nó tiêu cực quá. Họ đã lan truyền những tin tức cho nó lạc quan hơn. Đó là cái tình hình kinh doanh của họ đã được có lợi nhuận, có lãi sau cái đợt mua sắm này. Tức là trong sổ sách của họ nếu thực hiện bút toán đỏ là lỗ và bút toán đen là lãi. Cho nên họ đã lan truyền tin tức rằng Black Friday nghĩa là ngày thứ 6 đen, bút toán đen, tức là có lãi của doanh nghiệp. Và do đó là từ Black Friday được theo nghĩa tích cực như vậy đó các bạn. Và xuất phát từ Mỹ, Canada, nhưng thực sự các nước cũng đã có sao chép cái ngày Black Friday này. Và ngày thứ 6 Black Friday cũng đã có mặt tại Việt Nam, các bạn cũng từng biết rồi ha. Trong ngày mua sắm này, những mặt hàng nào đã được họ quan tâm nhất, đó là sự thống kê, gồm tất cả các mặt hàng như là quà tặng nè, trước hết nè, rồi tiếp nữa là đồ ngủ và cái đồ gia dụng. Và trong số này, những người đi mua sắm là luôn luôn là phụ nữ chiếm ưu thế hơn. Và con số 9 tỷ đô la là cái con số đã được người Mỹ đã dùng để mua sắm trực tuyến vào ngày Black Friday ngày năm 2021 đó các bạn. Còn Black Friday tại Việt Nam thì sao? Những mặt hàng hot nhất là gì? Mà rất là bất ngờ các bạn ơi, và rất là vui. Và mình thấy người Việt Nam mua sắm rất là thực tế. Đó
đó là các mặt hàng sao theo VTVC Now đã thông báo tổng hợp được, đó là xăng, mít thái và tôm càng xanh. Thật là nhiều thú vị nha các bạn. Xăng thì giảm cao nhất là 1.090 đồng một lít, còn mít thái này thì từ 25.000 một ký mà còn có 13.000 một ký, và loại 2 là 3.000 đến 6.000 một ký. Bây giờ mình cũng đi chợ giùm các bạn luôn nha. Tấm giá tôm càng xanh nè, từ 390.000 một ký mà nay chỉ còn đến 110.000 và đến 240.000 một ký mà thôi các bạn ơi. Tình hình cũng nhiều hơn cầu đã làm cho những nhà vườn mít thai cũng như là tôm càng này rất là khốn khổ các bạn. Nhưng mà thị trường thì nó cũng phải theo quy luật cung cầu hết các bạn. Vậy là mình đã cùng các bạn đã khám phá được cái ngày lễ Black Friday như thế nào. Và mình xin dừng lại video tại đây nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ, thư giãn và cập nhật được những thông tin mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được những video hay và mới nhất nha các bạn. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.